Kỳ pháo 22 bên kia, ri thấp 10 kết hợp Linh Xu, bên đây Úc Le Tân Hồng kết hợp với một em trai còn trẻ tuổi chưa biết tên. Hai bên đều kỳ pháo sân dài 12m. Thấy em trai tên gì vậy? Giới thiệu cho video cho nó nổi tiếng luôn rồi. Huy nãy Tân Hồng luôn hả? Tân Hồng phải không? Úc Le và Ri, xin lỗi, và Huy Tân Hồng Đồng Tháp. Bên kia Ri thấp 10 kết hợp với Linh Xu Thanh Bình, kỳ pháo sân dài 12m. Hay, nhỏ này cũng lẹ. Hay quá. Hai một rồi, còn đang 8 đó. Chú ngay à? Xin chào, xin chào anh Chí, chúc bữa nay anh gặp nhiều may mắn hả? Cảm ơn gặp nhiều may mắn. Hồi nãy giờ đánh chữ là kêu pháo chào sân không à, mà xe này nó đánh đi vô hàng sáu nhiều lắm nè. Anh biết mấy ngày này mà không? Bên kia thì ghi thấp 10, bên dưới Linh Xu, bên đây Úc Le dưới Huy Tân Hồng. Này đánh đồng hả?
đánh đồng sân dài 12 mét, điểm số hiện nay là rồi điều rồi đó. Và điểm này là điểm 3 điều nè. Bên kia đá 8. Bên kia. Ôi chào đại ca. Có không? Có không? Chơi không thục lộ lui nha. Rồi. Không tí nữa. Đâu rồi trời. Cái này sao hùng nó không ra sân sao trắng toan ha. Có người tiếp mẹ. Lên sâu. Sâu. Nó vô nhà bác không à. Anh điện anh sao không được chứ trời. Cái nít thì vô gì bữa điện ai bắt máy á. Buộc các bạn lại cho em nè. Thì đưa lên thì lại cái máy chưa hư rồi. Cái máy hư á chứ cái giờ được cái máy hư sao là tôi mà làm lại cái máy. Mà cương máy máy khác. Bóng ngoài điểm 4 đều. Hay quá. Đâu go. Đi đâu? Đứng ra rồi quên quên cho. Hiểu. Nó bơi rồi đó, nó bơi nó gì đó đâu. Bỏ đi để qua, tôi muốn dài mà mấy ông kêu muốn dài rồi, tôi muốn dài cái mà ông kêu muốn dài, mau quấn lên. Đây, quấn đây, tự tin quấn đây. Tự nhiên đây. Tôi quấn à. Quấn này đụng quá rồi. Muốn dài cái tao kêu muốn dài, mà muốn dài cái mà ông kêu muốn dài, em thôi quấn lên, nó thật luôn á. Thảo anh lái trái rồi mang thua nữa. Nó lại đụng quấn tự nhiên ơi. Để quấn tự nhiên ăn à. Tại vì em sợ nó đánh dài cái ngoài á, ngoài cái ban thua trái khó trời lắm. Dân thương cái hai rồi. Em quýnh tự nhiên đi. Đây heo quá. Thoải mái đi. Mày cứ quýnh thoải mái đi, ăn ăn cô thua à. Em đều quá. Hay quá. Pha giật kỳ quá đẹp của Ri Tháp 10. 5. Không được. 5 có 5. Ê cái anh đó mà yêu cầu. Bỏ đi ai can, bỏ đi thấy tôi ngọc người can một qua nữa ai mà người can. Bây giờ làm gì? Ông biết tôi chơi chưa hồ không? Ghi cho anh đó mà kêu cắt là phải có một chai nước mới cắt đó nha. Bóng ngoài. Đứng lên nó mới thấy không chắc nữa.
7 năm thì tháng 10 điểm cuối. Má cái gì vậy mày? Ta lên cái đây đi. Ta vậy cho nó bông chết ta lên cái đi. Tay rồi. Điểm chốt lè 6-7. Kết thúc trận đấu. Ghi thấp 10 và Tân Xu đã chiến thắng được Úc Le và Huy Tân Học. Xin giới thiệu các bạn trận đấu sắp diễn ra là trận đấu chung kết ghi pháo 22 sân dài 12m. Ở bên kia sự kết hợp giữa Ri Tháp 10 và Linh Xu Thanh Bình. Ở bên đây kết hợp giữa Úc Le và Huy Tân Hồng Đồng Tháp. Trận đấu chung kết các bạn hấp dẫn sôi động kịch tính. Sân bóng chuyền của tình đẹp trai. Vườn quốc qua vườn quốc gia Tràm Chim Tam Nông Đồng Tháp. Đây là hình ảnh của Tiến Sang chợ mới. Chiếc xe mà phá mắt khay nó an toàn chưa không, chưa ta? Chiếc xe mình mà phá mắt khay an toàn chưa? Không biết. Đó đầu tiên. Không gần lắm. Tại mình để xe mình kia hơi khuất. Chắc ngầm. Đây ta mới chuẩn bị cái quân bảy mẹ rồi. Cho muốn đứng hai máy chứ. Rồi đứng đi. À bánh gì ơi? Quánh tóc này nè Huy. Bình tĩnh rồi. Anh ở đây vậy? Nè, có con cây bảy nè. Có nghĩa là mình đá đã hả? Ừ. Mình theo mình ghi hay mình đá ha? Theo mình ghi. Biết rồi, biết anh cây à? Thấy em cây nè. Cây nào? Đi ra đi. Ra rồi. Hay quá. Tranh nó chết người thiệt á. Bóng trong sân. Điểm 1-0. Bên kia là Ghi Tháp 10 và Linh Xu Thanh Bình. Bên đây Úc Le và Huy Tân Hồng. Hay. Điểm 1 đều. Chân cho cái này nè. Đi ta chơi này ta chấm mình chấm lỡ. Không có gì đâu. Đi đây. Bên đây. Bà nội bên trong này lần chừng không mày. Nè rồi chín cho ta một.
hay rồi không có lứa rồi kiểm tiền gì 21 đúng rồi điểm hai đường bốn ngoài điểm 32 bốn tốt điểm út le 4-2 đụng mẹ tôi quyết định cần cái tấm cái chấm lại chạy cái gì bên kia chấp sân cho nên không đổi sân các bạn bên 8 điểm điểm số hiện giờ là 4-2 hay thủ trời ơi bỏ đây có rồi điểm 34 ở đây tập trung hay rồi đang lên kỹ rồi cung bốn ngoài điểm 4 điều Go.
vô. Hai. Hay luôn nhỏ ơi. Hay luôn rồi, hay luôn, nhỏ quá, chạy xuất sắc rồi. Nhỏ cay thiệt chứ, chạy hai trái bóng đủ tiền luôn. Hai bóng để đủ tiền luôn. Đi theo đủ mày ở đâu? Năm bốn. Tốt. Tính bỏ hay gì đó, phản xạ cái nó dừng lại nhịp, nửa nhịp. Điểm 64. Điểm 56. Có bóng lại các bạn. 5-6. Sáu đều. Tiếp tục em số cho Huy và Linh Xu 7-6. Bên kia lên 3 điểm liên tục. Sẽ đấu trận chung kết này, Vi Tháp 10 kết hợp Liên Xô đã chiến thắng được Cúc Le và Vi Tân Hồng.